đúng sai nhá. Cô này khoai lắm, sữa và hoa cả bilirubin, nucleotide ra là tăng xúc tác bằng nucleotide và PAP. Đúng sai, đúng sai nhá. Citin tiếp tục chuyển hóa ra nucleotide ra là sai. Khác với chuyển hóa purin vượt và hóa chất nó đi khử, sai. Sản phẩm cuối cùng là malonin CoA hoặc là methylmalonin CoA, đúng sai. Sai nhá. Đi nhá. Học kỹ mà nhá. Đấy đến tôi đi. Đấy lúc đấy dạy tầm này các em cũng sản phẩm cuối cùng là kiến thức chắc lắm đấy. CoA hoặc methylmalonin CoA. Em dừng lại video đi. DNA có liên quan đến tạo ARN1 nhá. Thì như anh bảo các bạn rồi, thì thực ra cái mình không phải sức trâu đâu mà mình đi học từng chữ hóa sinh. Cái vấn đề là mình học cái phần DNA, mình học cái nào mở xoắn, cái nào so xoắn. Chứ tôi cũng bị điên đâu mà tôi đi học từng cái 3,5 phần. Trong khi cái sinh học thì tôi lại phải học rất là kỹ cái 3,5 phần. Bởi vì nó là sinh học mà, thì người ta ảnh hưởng đến nó, các cái men nó theo chiều nào, đúng không? Nó sẽ tổng hợp lên các mạch, một mạch liên tục, mạch gián đoạn thành các cái đoạn Okazaki ấy. Thì cái đấy mới là cái quan trọng, thì cái đấy mới là cái nhắc bạn cái phần sinh học ngay cả các bạn học hóa sinh, các bạn học sinh học bạn phân biệt hai cái đấy, vì nó sẽ trùng nhau. Còn nếu khi mà nó trùng nhau thì bạn không phân biệt được, bạn cần phải học kỹ cái gì, bạn cứ học nhớ từng chữ một, cái đấy nó không giải quyết được cái gì đấy. Bạn nhớ một điều như vậy thì đấy mới có cái key khi mà thi nội chú hiền rồi, thì đó là cái key bạn phải nhớ như vậy. Được chưa? Cũng giống như kiểu anh có bao giờ anh dạy các bạn 11 bước tổng hợp IMP không? Rõ ràng không, đúng không? Đúng không? Rõ ràng không. Bởi vì khi tôi học như thế thì có hỏi ở đâu? Có hỏi ở đâu tôi học làm gì? Nhá. Đó. Trong phần DNA RNA đây, các bạn cứ làm hết tất cả những cái test mà anh giao cho các bạn, thì các bạn đi thi thì anh nói luôn là yên tâm. Được chưa? Nhá. Rồi cứ ok. Nhưng mà phải đọc kỹ lại nhá.